Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 22 tháng 2 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, từ đêm qua tới sáng nay, mưa nhỏ đã xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh thành Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và cả khu Việt Bắc. Độ ẩm ở mức cao, phổ biến từ 93 cho đến 98%. Mưa nhỏ kèm theo sương mù đã ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân. Đây chính là biểu hiện của không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía biển, khiến cho gió chuyển hướng đông nam đưa lượng ẩm lớn đi vào đất liền. Khí lạnh đã yếu đi, cho nên nhiệt độ sáng sớm nay tiếp tục tăng hơn khoảng 1 cho đến 2 độ so với ngày hôm qua, phổ biến ở ngưỡng là từ 12 cho đến 14 độ. Theo dự báo, cả ngày hôm nay trời nhiều mây, do vậy nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở vào khoảng 16 cho đến 18 độ. Xét đậm chấm dứt nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn còn khá thấp. Với điều kiện địa hình, Khu vực Tây Bắc ít chịu tác động của khí lạnh cho nên tiết trời tương đối khô giáo, phổ biến trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay có thể đạt mức là 26 cho đến 28 độ. Cũng chịu ảnh hưởng của khí lạnh suy yếu mà sáng sớm nay, một số nơi vùng núi thuộc khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có sương mù. Nhưng tới trưa chiều thì sương tan, trời hưởng nắng và hiện tại nhiệt độ đang dao động quanh mức là 18 cho đến 22 độ. Dự báo trong đêm nay, khi lượng ẩm tích tụ nhiều hơn, thời tiết tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Còn tại các tỉnh phía nam của khu vực thì nhìn chung là trời chỉ nhiều mây và có mưa ở một vài nơi. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận ít chịu tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ trong ngày giao động trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi. Còn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ ban trưa vẫn phổ biến ở mức là 29 cho đến 31 độ. Vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, toàn khu vực đang trong thời kỳ mùa khô, gió tây bắc khô duy trì hoạt động cho nên trời khô và nóng. Nhiệt độ tại Tây Nguyên hiện phổ biến ở mức là 27 cho đến 29 độ và 2-3 ngày nữa thì còn tăng thêm. Còn tại Nam Bộ thì trời tiếp tục khô hạn, nhiệt độ cao dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, có nơi chạm ngưỡng 35 độ. Bản tin là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày thì nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ ban trưa tại một số nơi như là Lai Châu, Sơn La sẽ đạt mức là 26 cho đến 28 độ và sau đó còn tăng lên 29 đến 31 độ. Riêng khu vực Hòa Bình và Nam Sơn La thì mưa nhỏ có khả năng xuất hiện vào đêm nay và sáng mai tại phía đông bắc bộ hai ngày tới trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác kèm theo sương mù vào đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất ban đêm giao động từ 14 cho đến 16 độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm còn nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ sang ngày 25 mưa giảm nhiệt độ tăng nhanh do trưa chiều hứng nắng Đối với các tỉnh Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì ngày mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Hai ngày tiếp theo thì trời nhiều mây vào đêm và sáng, các tỉnh phía Bắc khu vực sẽ có sương mù nhẹ, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, còn trưa chiều thì trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh từ 13 cho đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, 3 ngày tới, tại phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ 25 cho đến 29 độ Còn các tỉnh phía Nam của khu vực thì trời phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều ở mức là 29 cho đến 31 độ Trở vào Tây Nguyên, 3 ngày tới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ ban trưa giao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ còn tại khu vực Nam Bộ thì ba ngày tới thời tiết khá ổn định, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 32 cho đến 34 độ. Trở lại thủ đô Hà Nội, trong hai ngày tới thì trời nhiều mây, có mưa nhỏ dài rác và nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 18 cho đến 20 độ. Sang tới ngày 25 thì mưa giảm, trưa chiều trời hửng nắng và nhiệt độ tăng lên mức 21 cho đến 23 độ. Trên biển trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm phía Bắc của quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Phía Nam quần đảo Hoàng Sa thì gió ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Từ ngày 24, gió giảm hẳn chỉ còn ở mức cấp 5 và không còn nguy hiểm cho tàu thuyền. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 5, trời ít mưa và có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!